Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn quán Đại Hàn nhé. Đây là một cái quán Hàn Quốc ở Auckland rất là nổi tiếng. Phía trước các bạn sẽ thấy là Lake Mary, một cái bờ hồ rất là đẹp, rất là thơ mộng, có một cái vàng đèn lung linh lung linh. Đây là ba cái cây redwood. Bây giờ thì mình sẽ đi một cái vòng quanh bờ hồ, và quán bờ Đại Hàn của chúng ta là ở bờ bên kia. Hiện tại thì mình đang ở bờ bên đây ha, còn cái quán Đại Hàn thì bờ bên kia. Các bạn sẽ cùng với mình đi một vòng xung quanh bờ hồ Lake Merritt nhé. Bây giờ thì đã lên đèn rồi. Đố các bạn bây giờ là mấy giờ? Bây giờ đã là 7:10 rồi, 7:10 tối rồi, nhưng các bạn vẫn thấy trời nó còn sáng đúng không? Cái lúc mà mình mới qua Mỹ thì mình khá là bất ngờ vì cái thời tiết như vậy. Và mình rất là thích thời tiết giống như bây giờ, tại vì mình có cảm giác là mình có nhiều thời gian hơn. Còn mùa đông á thì trời nó tối rất là nhanh, 5 giờ thôi là đã tối lắm rồi. 5 giờ thôi là đã tối ghê lắm rồi. Bây giờ thì mình đang trên đường đi đến đó. Các bạn sẽ thấy quang cảnh hai bên ở đây có rất là nhiều apartment để cho thuê. Tại vì ở đây là dân ở bên Sang Phăng hoặc là ở những cái nơi khác, người ta đến người ta học tập và người ta làm việc rất là nhiều. Thực ra là có ở cái khu này có rất là nhiều apartment. Khu này á mắc tiền lắm các bạn, khu này khá là mắc tiền. Mình cái khu này là chạy lên một chút nữa là Berkeley thôi, mắc khỏi nói luôn. Thời tiết ở bên ngoài thì rất là lạnh, và mùa này thì rất là dễ bị tình cảm. Hy vọng chừng vài tháng nữa thì thời tiết nó sẽ thay đổi, nó sẽ ấm hơn. Mình có một cái câu chuyện vui liên quan đến bờ hồ. Là cái lúc mà mình mới qua Mỹ, ba mẹ chồng của mình dẫn mình đi chơi bờ hồ. Còn lúc mình mới qua Mỹ là chồng của mình là lo đi làm, không có thời gian dẫn mình đi chơi. Chỉ có ba mẹ chồng mình dẫn mình đi chơi thôi. Và đi bộ dọc theo cái bờ hồ này, thấy có rất là nhiều con chim bồ câu. Thì mình mới mua cái hạt thóc để cho nó ăn. Và mình thấy một cái bảng có tên là cái gì đó free. Thế là mình đi vô, mình tưởng là cái gì free, mình tưởng là người ta cho mình con chim free. Ấy chứ rồi mình vô chung đó mình hỏi người ta bất ngờ. Người ta nói không phải là con chim free, mà cái bữa đó là cái bữa mà mình ngắm những cái con chim nó free. Mắc cười gì đâu, lúc đó mới qua tiếng Anh tiếng U không có rành. Cứ nghĩ là người ta cho con chim free. Giờ sắp tới rồi. Ngay đây, chỗ này đây, tới rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đậu xe rồi mình đi bộ lại đó, và giới thiệu cho các bạn nhà hàng Hàn Quốc nha. Mình sắp tới nhà hàng Hàn Quốc rồi các bạn ơi. Mình sẽ quay một chút về cái con đường ở đây cho các bạn xem nha. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Phía trước có những cái hàng cây được trang trí với đèn. Rất là đông đúc và nhộn nhịp. Auckland buổi tối rất là đông đúc và nhộn nhịp nè các bạn. Ở bên kia là quán kem, quán màu hồng hồng là quán kem. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đậu xe đến nhà hàng Hàn Quốc nha. Bên đó, nhà hàng Hàn Quốc bên đó.
hên quá, có một cái chỗ rất là đẹp. Nhưng mà có một cái lằn đỏ rồi các bạn. Ở bên Mỹ này cái vỉa hè mà sơn mà màu đỏ là mình không có được phép đậu. Màu xanh thì đậu 20 phút thì phải, đúng không anh? À, chỉ có cái chỗ nào mà không có sơn màu gì hết thì mình mới được đậu mà thôi. Chiếc xe này đi ra hay đi vô vậy? À, chắc là mình phải vào một cái đường nhỏ để mà mình đậu rồi. Đường lớn hết chỗ đậu rồi. Mình sẽ vào một cái đường nhỏ để mình đậu. Mà trời sụp tối rồi, trời sụp tối khá là nhanh. Tại nhà apartment cũng khá là đẹp. Ở dưới người ta rọi đèn lên trên. Cao quá đi. Trời sụp tối nhanh quá trời luôn á anh. Bây giờ thì hai vợ chồng đi lẩn thẩn. Mang đồ sạc pin không? Em hả? Em không có đồ sạc pin. Anh cẩn thận kìa. Wow, ở đây là cái cây xương rồng đó các bạn. Wow, đi mà tối tối mà không thấy đường mà lũi ở đây là là tỉnh rượu luôn á. Cái trang trí đẹp quá ha anh ha. Cái cây nó có cái bông kìa. Cây này nhìn giống như là cái cây lô hội cây nha đam, nhưng mà không phải, nên là cây kiển mà nó cũng gai ghê luôn á. Mấy cây xương rồng. Dạ, trọng hói rồi. Tại vì anh xã không có bận áo khoác nên anh xã lạnh, anh xã hói. Sorry anh xã. Cái này là cái apartment đó đúng không anh? Đây, apartment hay khách sạn, nếu ở đây là khách sạn. Khách sạn hả? Anh thấy giống apartment quá vậy. Apartment mà. Và khách sạn đâu. Lạnh quá, chút hộp mì bệnh nè. Thôi đi lẹ lẹ. Thôi đi lẹ lẹ, anh xã mình không là bị nhiễm lạnh bệnh. Hẹn gặp lại các bạn trong một chút nữa nhé. Mẹ nó rồi 24 qua 24 các bạn mới tới mình. Quá là đông. Mình cũng đặt bàn luôn. Sherry, is Sherry here? Sherry for three? Quá là đông. Ellie Scott. Mình có quay một cái đoạn ngắn cho các bạn xem đó. Là 24 cái bàn nữa mới tới mình. Ôi, nó đông quá. Thành ra là nó có một cái waiting list đó. Mình bỏ cái tên mình vô đó.
mình bỏ cái số điện thoại của mình vô đó. Thì khi mà gần đến mình nó khoảng 5 phút, nó sẽ test cho mình, mình có thể đi đâu đó đó, vòng vòng đâu đó, chút hồi mình quay lại. Nhưng mà bây giờ mình mà ngồi đây là chắc xỉu luôn á. Đồ ăn ở đó thì rất là ngon, giá cả thì rất là hợp lý, thành ra nó rất là đông. Nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất luôn á là đi ăn. Thật ra là mình sẽ không từ bỏ, không từ bỏ. Chồng mình nói là anh nói sao? Anh nói sao anh? Hả? Anh đâu có nhớ đâu. Anh nói anh không. Trời ơi, bên kia cũng đông quá chừng kìa anh. Qua bên kia kìa. Curry chắc là của Ấn Độ. Qua bên kia kìa. Đến đi anh, đúng rồi. Bên kia quá, bên kia cũng đông quá chừng luôn á. Curry bên kia cũng đông quá chừng. Curry nó đông ngạt người luôn các bạn. Năm sau cuối cùng thì mình cũng đã vào được quán rồi các bạn ơi. Mình sẽ lật cho các bạn xem một chút xíu về cái menu nha. Cái giá cả ở đây á, so với mặt bằng chung á, là khá là hợp lý và rẻ đó các bạn. Ở đây á, là những cái phần ăn trưa, bữa trưa nó mới phục vụ cái này thôi. Còn bình thường á, thì ngoài cái giờ trưa thì mình sẽ order cái menu dinner, menu tối. Đây là cái menu bữa tối, có rất là nhiều món khác nhau. Cái món món thịt, món cá, món tôm, món ghẹ, món seafood vân vân, nhiều món. Quay một chút cho các bạn xem về cái menu món Hàn Quốc nha. Đây là món súp. Súp ở đây rất là ngon, rất là đậm đà luôn. Rồi. Còn đây là menu all you can eat ha. Bữa trưa là 17 đồng 99, còn bữa tối là 25 đồng 99, và cái này là chưa thuế nha các bạn ha. Thì là các bạn bỏ ra bao nhiêu tiền là các bạn có thể chọn được những cái món ở trong đây, ăn khi nào mà bể bụng thì thôi. Trong đây thì mình đã cũng có ăn thử rồi và mình thấy cái món mà LA style beef này đó rất là ngon. Cái món này là recommend các bạn luôn á, cực kỳ ngon. Nó niêm á, mặn mặn ngọt ngọt, ngon lắm. Còn mấy cái kia thì cũng ok, cũng được được. Đây là những cái món nướng ha. Cái mục từ A cho đến Z là những cái món nướng. Còn bên đây là cái menu sinh nhật. Menu sinh nhật thì bao gồm có những cái món như vậy. Cái menu sinh nhật này thì mình chưa ăn bao giờ hết á, thành ra là mình cũng không biết đánh giá như thế nào. Nhìn hình thì cũng hấp dẫn. All you can eat thì mình ăn rồi, thấy ok. Thì trước khi mình order xong rồi, trước khi mà dọn món chính, người ta sẽ cho bạn một cái chén. Một cái chén này nó lạnh các bạn, giống như là mì lạnh vậy đó. Nó có khi người ta thấy mấy cục đá, mình thấy mấy cục đá trong đây nữa. Gồm có một ít rau cải, một cái giống như cái nước súp kim chi vậy đó. Ăn cũng được. Bên cạnh đó thì người ta sẽ cho các bạn những cái món khai vị, trứng hay là rong biển hay là rau củ quả, kim chi, giá, hẹ vân vân. Và cái những cái món này thì nó thay đổi theo ngày. Có khi mình đến thì mình thấy người ta cho những cái món này, có khi thì hôm khác những món khác. Đây là cơm. Cơm nóng bốc khói, cơm dẻo rất là ngon, rất là thơm. Còn đây là cái nồi lẩu seafood mình order rất là ngon các bạn ơi, ngon xấu dách luôn. Còn đây kết thúc bằng nước gạo.
tấm cửa xuống mình quay cho các bạn xem nha, cái cảnh mà Lake Merritt bờ hồ buổi tối nè. Thì mình đi về nè. Cái mặt hồ nó phẳng lặng như tờ. Đẹp quá xá đẹp. Tới giờ vẫn có người đi tập thể dục nữa. Vẫn còn. Mới sửa lại thì nó rất là đẹp, cỏ cây rồi bờ hồ nó làm lại toàn bộ hết, nó rất là đẹp các bạn. Cho nên giờ là coi như dân chúng ai cũng muốn ra đây hết. Như do Úc Linh là hầu như ai cũng muốn ra để mà có người người ta muốn nghe nghe nhạc, có người người ta muốn tập thể dục, có người ta tập yoga gà, nó có mấy cái người mà người ta dạy yoga ở đây luôn các bạn. Xung quanh đây là nó có cái tennis cho các bạn chơi, thường cái tennis này nó free và thường người số không ai chơi hết, nhưng mình không có cần phải đóng tiền gì cả để mình chơi cái tennis đó. Giờ tới giờ về các bạn, tại em lạnh quá. Lạnh quá trời lạnh. Đây hồi nãy mình đi mình không có đem áo lạnh trong xe đó. Giờ đó giờ thôi về. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những vlog sau nha. Các bạn xin các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.